Liên quan đến vụ lộ đề thi Trung học phổ thông, đại diện Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an mới đây cho biết, Cục sẽ tiếp tục điều tra các đối tượng trong vụ việc này để xác định có lời giải truyền vào hay không. Tại họp báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2023, ông Trần Đình Trung, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, cho biết, ngay khi nghe tin hai thí sinh chụp ảnh đề thi gửi ra ngoài, Cục và Bộ Giáo dục Đào tạo nhanh chóng phối hợp xác định được người kết nối ở bên ngoài tuy nhiên cục sẽ tiếp tục kiểm tra xác minh kết hợp với trình bày khai báo của các đối tượng liên quan khác để xác định có lời giải truyền vào hay không về phương án xử lý hai thí sinh vi phạm trên lãnh đạo cục an ninh chính trị nội bộ cho biết sẽ căn cứ vào kết quả xác minh và đánh giá mức độ hậu quả của vấn đề để xem xét tình tiết tăng nặng giảm nhẹ đồng thời cũng căn cứ vào hành vi để xử lý thích đáng Ngoài trường hợp hai thí sinh làm lộ đề thi, Cục cũng phát hiện triệt phá được 90 cá nhân ở 28 địa phương có hành vi mua bán và sử dụng thiết bị công nghệ cao. Kịp thời ngăn chặn giúp đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho thí sinh, gia đình. Thời gian tới, Cục sẽ đề xuất nghiên cứu thiết bị phát hiện sử dụng thiết bị công nghệ cao được giấu vào trong người. Về băn khoăn, lộ hay lọt đề thi, ông Trung giải thích, từ lộ được sử dụng trong pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước. Hiện nay đã có luật bảo vệ bí mật nhà nước, trong đó sử dụng từ lộ, như vậy căn cứ vào luật chỉ có khái niệm lộ chứ không có lọt trước đó ông huỳnh văn trương cục trưởng cục quản lý chất lượng bộ giáo dục và đào tạo xác nhận thông tin hai thí sinh tại cao bằng và yên bái sử dụng điện thoại di động chụp ảnh đề thi gửi cho người thân nhờ giải đề thi hình ảnh sau đó bị lan truyền trên mạng xã hội bộ giáo dục và đào tạo đã đề nghị cục an ninh chính trị nội bộ xác minh làm rõ và đình chỉ hai thí sinh trên cục an ninh chính trị nội bộ đang tiếp tục làm rõ những vấn đề khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật ông cũng khẳng định hai sự việc trên không ảnh hưởng đến kết quả kỳ thi